kìa, ôi ôi ôi. Bây giờ mới tay làm kìa, có ấy rồi kìa. Ui thằng mật luôn này, cửa kính cũng mình mật luôn. Nó đen hết như ở chúng nhà bán ga chứ. Bị làm sao nhỉ? Hả? Ui kìa, Linh ơi, nó xì ra kìa, Linh ơi, Linh. Ui. Ui, nó xì ra nhà kia rồi. May mà có cái xe cứu được mấy đứa con. Ui. Nó có bắn tận trong đây luôn. Ui, cửa kính cũng mình bật luôn. Nó có cái gì mà bắn cái này em. Bây giờ coi là cổ thân ấy. Ôi, nó còn bay ra nhà mấy hồ nữa kìa. Ui. Ngắt điện, gọi cơ sở điện, ngắt điện ngay. Chết tiệt, mình cũng phải tắt không? Chết rồi. Còn đây nhà gà bên cạnh em chút. Con mẹ kia lại còn đứng ở kia xem bắn ra cho. Cứu hộ bây giờ nó chỉ đợi tắt lửa rồi nó mới ra. Tất nhiên là nó nổ chết. Bây giờ nó nổ. Và mình ra thế. Kìa ui. Ui. Ủa kìa ui. Sợ vãi. Phun nó mâm kìa. Kìa thì gần bài đã nổ kính kìa. Cửa kính thì gần kìa. Ui nổ đấy, thật đi. Em ơi, nhìn cái cửa kính này em. Tôi chỉ mong hết thôi. Em ơi, có chúng nhà bán ga chứ, ôi kìa. Ui. Sợ thế. May là ra được, cái không có chết cả nhà ấy. Ừ, mấy đứa trẻ con mắc kẹt thế. May là chị Kiều chạy sang bên nhà Hồng Sơn đang sửa kìa. Cái mấy đứa trẻ con bị mắc kẹt ở trên, may mà mãi mới cứu được thôi. Nó đưa cái ấy lên này. Được cái ga xuống xong rồi mẹ nó còn phải trèo ra bên cạnh, còn xuống sau, mãi xuống sau cơ mà. Thế còn đứa nào nữa? Thường ba đứa, một đứa trẻ con, một đứa nhỏ, với mẹ nó. Ui. Hai đứa trẻ con. Ui. Phun đi, mẹ cái bọn này. Điện đang lổ thì ai dám phun? Đấy lúc mang từ xa cơ mà. Lúc mang xuống hai đứa kẻ con xuống. Ui sợ thế. Sau mãi về sau chị Thủy trèo sang nhà bên cạnh ba đứa. Phải nổ cháy to rồi. Ui giời. Sợ quá. May là Linh mẹ mặc mẹ áo mà đi thôi. Ui sợ quá mọi người ơi. Thương đấy. Khổ thế nhở. Đã dịch Covid thì trời. Có mỗi cái giặt à. Em ơi, nó còn con vật kiểu ui. Ui. Tưởng có xe máy kia cơ. Tưởng tượng người ở kia nhở, em ơi. Em ơi, đứng rồi. Ông ơi, đứng sau cái dèm này không nhớ là nổ kính. Nếu mà không cứu, cứu được bọn trẻ. Ui, điện nhờ, ui. Chết rồi, lộ. Sợ quá. Người điện là người ta bật chứa rồi đó. Cao mặt nhớ nhá. Ui, em ơi, kiểu ui, cái xe điện kìa, ui, ui, ui. Xong nhà chị ở nhà. Em ơi, sợ chưa? Ui, lửa to thế. Ôi, cháy xe rồi. Ui, sợ đấy mọi người. Xe máy á. Có cá nó hút luôn á. Mày đừng đây mà cửa kính còn rung rung luôn ý. Ôi, nãy nó rung rồi. Giờ giờ ông Dương đấy. Rồi, cháy sang bố nhà Thủy Cường rồi. Sao lại không phun rớt mấy nhà bên cạnh ấy nhở? Phun nước kìa. Nhà chị, nhà ông Dương, à nhà Thủy Cường, thì ở trong nhà Thủy Cường. Nhà phun nước là nó. Ui, sợ mọi người ơi. Bây giờ cái phun nước phun ở nhà ông Sơn đi. À, nhà Thủy Cường kìa. Ừ. Sao nó ra